Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Sáng nay ngày 20 tháng 11 2020, tôi đã về đến thành phố Yên Bái. Và trong chương trình làm cây cảnh nghệ thuật bonsai tại Yên Bái, chúng tôi có đến thăm vườn cảnh anh Vũ Viết Hiếu. Vâng, chào ông kính chúng tôi là anh Vũ Viết Hiếu, chào anh nhé. Vâng, chào chú Đỗ Sinh. Vâng. Chào các bạn đang xem chương trình Hương Sắc Đỗ Sinh. Nay rất vui mừng là chú Đỗ Sinh đến quay và làm phóng sự tại vườn nhà mình tại thành phố Yên Bái. Vâng. Xin giới thiệu chia sẻ với anh em hội yêu cây mộc một số cây mộc mình đang giữ được ở tại vườn. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng, anh Vũ Viết Hiếu, còn có tên gọi là anh Hiếu Đôn. Dân làng chơi cây cảnh nghệ thuật chúng ta cũng tiếp xúc nhiều qua Zalo, qua Facebook, đều biết đến anh Hiếu Đôn, một người dân chơi cây cảnh rất là đặc biệt tại thành phố Yên Bái. Ngay cuốn video đầu tiên mà Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn ấy, sau khi đi qua thăm toàn bộ không gian vườn cảnh thì chúng ta đến với những cây mộc. Đây là những cây mộc rất đặc biệt với cái đường kính thân, độ thoát thân cũng như là phần mái tán, để chia sẻ với các bạn những người mà yêu mộc, muốn tô điểm cho không gian biệt thự, biệt phủ và lâu đài của nhà mình những bóng dáng cây mộc lớn, thì hãy đến với anh Hiếu Đôn. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau đi thăm không gian chung vườn cảnh anh Vũ Viết Hiếu. Rồi. Sau đó tôi sẽ chuyển hình ảnh đến tất cả cái số cây mộc rất đẹp tại đây. Cây đẹp chứ? Mẫu đơn à? Không, cây mộc yếu. Mộc nó phát cao với hai thân yếu. Mộc nước không ơi? Chúng ta có chuyện không? Đây anh có đây rồi. Vâng, vườn cảnh cũng tương đối rộng đấy. Và số lượng cây cũng như là chủng loại rất là phong phú. Nói về vườn cảnh anh Vũ Viết Hiếu tại thành phố Yên Bái được đánh giá là một trong những vườn mà đa dạng phong phú và chất lượng bonsai là tốt nhất. Vâng, anh em làng chơi đến dự trong cái buổi giao lưu cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Cái này đẹp. Em nói không cái gì mà đất tự nhiên. Nếu không lý biết là rồi, nếu cho nó còn đồng thì phải bỏ là bỏ. Em trồng với mình xác định trồng cố định, mình cắt làm cắt thành tư. Đúng rồi, cắt tư ra bỏ lưới đi thì để cho nó. Nếu bỏ được có đất không thì bỏ lưới đi là cho. Và tổng số mộc ở vườn anh Hiếu Đôn có khoảng hơn chục cây. Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn những cái cây mà có kích thước đường kính gốc lớn, bóng cây chiều cao lớn và tán tỏa rất là rộng để chúng ta chiêm ngưỡng trước. Và đây là cây thứ nhất đây. Giới thiệu với chú Đỗ Sinh và tất cả các bạn là cây mộc vừa rồi là cháu lấy được cây mộc này là rất thành công. Và mấy cây mộc này của cháu là đều nằm ở khu vực thành phố Yên Bái và được các cụ trồng, các cụ chủ cũ của cây mộc này năm nay là 93 tuổi. Nhưng mà vừa rồi là sau bao nhiêu lần cháu theo đuổi là cụ đã chịu nhượng lại cho cháu cụ mộc này. Cụ bảo cây mộc này đã được cụ trồng được 75 tuổi. Rồi. Và đây là đường kính gốc của cây mộc ạ. Nên đo sát gốc. Vâng. Cây vành có bao nhiêu hiểu? Đây đo sát gốc là vành 70. Vành 70. Quay ở đây. Vâng, vành 70. Vậy là đường kính được 23 cm. Thoát thân anh đo đây. Thoát thân nó là đến đây nó là 50. 47. 47. Ok. Và
tán là cây này là cao là 6m, tán rộng thì cũng phải chắc cũng phải gần 47 nhưng mà thành 50 đấy, bởi vì thực tế ra đây anh lấp đất hơi chìm. Nếu mà cơi ra khoảng độ 5 phân nữa để lấy bệ và ấy thì sẽ chắc chắn. Chờ nó khỏe. Rồi. Khỏe một vài tháng nữa nó phục hồi. Và vanh gốc lúc đấy nó cũng sẽ lớn hơn một chút đấy. Nhưng mà bây giờ đã đạt 70 rồi, đã là 23 cm rồi. Đường kính rồi, tuyệt vời. Được, cây này là nó đẹp từ dưới gốc. Bây giờ chúng ta đi dần từ gốc lên trên để được cảm nhận cái hình ảnh của một cây mộc rất là đẳng cấp. Địa y bám từ dưới gốc cho lên đến trên tay chi. Đó là những cái dấu ấn của thời gian, của thời cái tuổi của cây mộc đã xít soát gần 100 tuổi. Và tất cả các cái tay dăm được đưa ra các phía tạo thành một cái tán tròn rất là lớn. Ước tính chiều cao anh? Chiều cao của nó khoảng 6 mét. 6 mét á? 6 đến 7 mét đi chứ. Vâng. Nó phải gần 5 mét rưỡi, 6 mét. 6 mét đấy. Không đến. Đến đấy chứ ạ. 6 mét đấy. Thế thôi, nhưng mà đo lên cao nó hôm cho đo. Có cái cây biết ngay mà, có cái cây dựng lên biết ngay. Cây này tầm khoảng 5 mét rưỡi. 5 mét rưỡi. 5 mét rưỡi thôi. Bóng tán nó. Vâng. Nhưng mà phải nói là cái chiều cao mình không cần thiết lắm đâu. Cái chính là cái tán rộng. Tán rộng và tròn tán như thế này phải là quá là đẹp. Vâng. Cây này mộc cổ. Phải nói là rất chuẩn. Vâng, có lẽ trước kia anh có tên là Hiếu Đôn. Có khi là Đỗ Sinh lên đây gắn thêm cho anh một cái tên nữa là Hiếu Mộc. Đẹp quá, đây là cây thứ nhất là chúng ta vừa mới thưởng thức nhé. Tiếp đến một cây thứ hai. Cây thứ hai cũng không thua kém gì cây thứ nhất về độ già. Giới thiệu với chú là cây mộc này của cháu là cháu cũng mua được của một cụ già. Vâng. Và cây mộc này cũng có tuổi đời cũng sắp xỉ 75 tuổi. Vành gốc của nó. Vâng, vành gốc cây này lớn hơn cây kia. 87. Là 87, anh đưa lên lấy thân. Anh đưa lên em chỗ đo hẳn quay cái đấy, đúng rồi. Chỗ đấy là được rồi. Chỗ đấy là được rồi. Đâu chỗ này này. Chỗ nhỏ nhất là 66, đúng rồi. Cây kia là 72, cây này 66. Thân thì em đo thoát thân. Quạc hết nhỉ. Nhưng mà dưới bệ nó thì lại được 87. Phát thân lên đến đây là được cho lên được 30. 30, rồi. Vâng, cây này thì chia nhiều cành lả ra hơn. Mộc tán rất là tròn. Và cũng tròn tán, cũng đẹp. Đều là những cây mộc ta mà rất là già cây. Chiều cao hai cây này cũng ngang tầm nhau. Vâng. Nếu mà một cái không gian lớn, một biệt phủ hoặc là lâu đài mà có hai cây hai bên như thế này thì quá là đẳng cấp. Vâng, các anh em xây dựng khu biệt thự có nhu cầu cung cấp những cho ngoại thất những cây mộc như thế này thì chúng ta đã được đáp ứng được. Số điện thoại của anh Hiếu Đôn ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối để chúng ta gọi điện giao dịch giao lưu. Vâng, tiếp đến cây thứ ba nhé, chúng ta tham quan tiếp. Vâng, 71. Được rồi. Cây này nếu mà nói là cây ba thân đấy. Thân thoát này là 79 đấy. Vâng, của một thân thoát là 79. Thân bên kia cũng thế. Nó ngang tầm nhau. Anh đo một cái thân đường vanh của nó này. Nó là 38 ạ. 38, được rồi. Đều là được rồi, thế thôi.
Cây này cũng tầm chiều cầm, tầm chiều cũng tầm chiều cao cũng ở khoảng 5 mét. Nó ra có thể nó ngang tuổi cái to của đôi người anh này, cái tổng hai thân. Cây nhỏ cái chiếc tá nó cũng một cái hai cái. Cái này là cái nhà gỗ là hai bên cửa. Cây này lên cây này lên. Vâng, với số lượng trên chục cây mộc mà như thế này, tôi nghĩ là một vườn mộc của anh Hiếu Đôn được đánh giá là một trong những cái vườn mộc lớn và chất lượng cây mộc tốt nhất Yên Bái. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây mộc nữa. Con này là 69 ạ. 69 ạ. Vâng, đây rồi. Anh đo tiếp lên cái đoạn trên đấy thôi. Thế thôi, chỉ cần đo đấy thôi, còn thoát thân không cần đâu. Đây đó là 50 ạ. 50, ok. Rồi, thế thôi. Còn thoát thân không cần. Vâng, bệ cây này thì có cái bệ nổi quá, bệ quá đẹp. Bệ có rễ đế rất là chắc chắn này. Đưa ra các phía. Khủng khiếp quá. Phải nói là cái hàng mộc này toàn những cây mộc khủng như thế này. Quá hiếm. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây mộc hai thân nữa. À, đây là cũng là có thể xếp vào những cây mộc là những cây bonsai được. Không cần đâu, ôm tay vào đâu mà cái đấy đo. Phải đo mà. Thôi không cần, không cần. Anh đo cái thân lớn thôi. Đo cái thân lớn. Đấy, đo chỗ đấy cây thân lớn thôi. Thân lớn ở đây đó là 34 tính 33. Rồi, rồi rồi, thế thôi. Hay, hay quá nhỉ. Những cây mộc này bóng rất đẹp đây này. Bởi vì ít có cây mộc được cái bệ nó trải ra như này, trông như bệ xanh ấy. Vâng, đúng là phu thê rồi. Vợ chồng cây mộc rồi. Phu thê, hai gốc. Cái này thuộc vào dạng cây nghệ thuật rồi. Vâng, qua cái phóng sự của Đỗ Sinh thì anh Phùng San ở xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có một cây mộc kích thước cũng tương đối lớn, vừa rồi giao dịch giá 1 tỷ 370 triệu chuyển về Vincom Long Biên. Và chúng ta đến tiếp với những cây mộc tầm nhỏ hơn. 28, được rồi, nhất trí. Nó thân nó là 1m19. Rồi rồi, cây này là tầm cao rồi. Hoa đang đổ, hoa vàng rất thơm mà. Cây này hoa vàng à? Vâng ạ. À đúng rồi. Hoa vàng.
Hoa vàng này nó thơm hơn hoa trắng ấy. Vâng. Chưa lên đấy nhỉ? Tuyệt vời. Mộc hoa vàng này thì rất là bền hoa và thơm. Nếu mà cách đây một tháng. Vâng, cũng tiếp một số những cây tầm nhỏ hơn này. Này là vành gốc 32. Vâng, 32. Vậy là đường kính được 11 rồi. Thoát thân là được 15 ạ. Thoát thân 15, thực ra nó phải thành 20 đấy. Vâng ạ. Bởi vì đây là anh trồng hơi chìm. Vâng. Trồng chìm, khi đưa lên chậu sẽ cơi nó ra. Đẹp quá. Hoa vàng. À, cây hoa vàng á? Vâng ạ. À ơi nhỉ. Ôi giời. Ở đây trong vườn của anh Hiếu thì đa số là một hoa vàng. Cây này còn cao hơn cây cây. Ôi cây này già quá nhỉ. Già trắng thân. Ờ, tao đang vườn cây rồi. Đây cây này. Vườn cây cảnh. Cây này cũng cao, cây này cũng cao. Vâng, một cây mộc tiếp theo tôi đối giới thiệu với các bạn luôn. Đang buộc cây trống. Đây này. Đây đây. Đấy, đẹp quá. Chỗ quá đẹp còn gì nữa. Đo chỗ đấy là chuẩn rồi. Đây là 40. 40, được rồi. Thoát thân là cái mục thế. Cái đào thế là tân 66 ạ. Vâng. Cho nó gắn vào đào rồi. Rồi rồi. 70 đấy. Thoát thân 70. Thôi đây rồi. Đẹp quá nhỉ. Một cây mộc mà như là cây đào thế luôn. À, tất cả những cái vị trí đã được chia tay tập trung một chỗ tạo thành một cái tán tròn như này mà. Và rất là sai hoa. Đứng quay phim hương của những cây mộc tỏa ra rất là quyến rũ. Vâng, chúng ta đến tiếp với những cây tầm nhỏ hơn. Vành 30, đây rồi, đường kính cũng là 10 phân rồi. Mặt đất lên được 20. 20, ok. Cũng là mộc hoa vàng. Mộc hoa vàng, đẹp quá nhỉ. Tán nó đang xoáy ra đây nên là... Vướng đường đi, vướng đường đi anh buộc vào. Vâng, khả năng là mình cũng không nên buộc đâu. Cố gắng vướng đường đi mình sẽ khắc phục bằng cách khác. Chứ buộc cái này đoạn sau nó bị ảnh hưởng. Tán càng xảy rộng càng tốt. Vâng, với chiều cao cây này cũng tầm 3 mét rồi. Rất nhiều răm, cây này, riêng cây này nhiều răm kinh khủng khiếp. Nếu mà cây này không bó vào thì nhìn tán đẹp lắm. Vâng, đây còn một số cây nữa này. Cây này cũng đẹp, cây này gốc cũng đẹp. Gốc là 46 ạ. 46, rồi, chia thành 3 thân mà. Cây này cũng đẹp. Răm cũng đang buộc vào vì nó tán nó quá to. Tán quá to nên là phải buộc để cây nọ không díu vào cây kia đúng không? Nhưng mà đúng là buộc thế này là không đúng rồi. Bằng cách nào khắc phục thôi. Cái buộc này đoạn sau nó díu vào và nó nhìn cái cây mộc nó rối hơn. Nó không được xải tán rộng ra. Chơi mộc người ta chỉ có mong là xải tán càng rộng càng tốt. Đấy, tức là gọi là nó... toàn mộc hoa vàng hết nhỉ. Vâng, còn một số những cây tầm nhỏ hơn nữa thì Đỗ Sinh đưa qua hình ảnh cho chúng ta biết. Ví dụ như cây này trãng đôi rất đẹp. Đấy, cũng là những cây mộc hoa vàng. Vâng, và với 20 phút chiều dài của một cuốn video, Đỗ Sinh đã giới thiệu toàn bộ số cây mộc tại vườn cảnh anh Hiếu Đôn ở thành phố Yên Bái để chúng ta được chiêm ngưỡng.
được giao lưu qua số điện thoại của anh Hiếu Đôn ở trên màn hình. Các bạn có nhu cầu sưu tập những cái cây mộc đẹp trong khuôn viên nhà chúng ta, hãy đến với anh Hiếu Đôn, thành phố Yên Bái. Đỗ Sinh xin chào các bạn và tiếp tục chuyển sang hai cuốn video nữa trong vườn cảnh anh Hiếu Đôn ngày hôm nay. Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian tôi đi khám phá những cây mộc tại thành phố Yên Bái, đến đây tôi gặp 4 cây mộc mà tôi đăng tải hình ảnh luôn để chúng ta giao lưu này. Đây cũng là những cây mộc của một cái vườn nhỏ anh Hiếu Đôn. Đây là bóng dáng từ xa của 4 cây mộc. Có đúc thước đấy không? Đến cây đầu tiên đằng kia đi. Cây đằng kia kia. Vâng, chúng ta đến với cây đầu tiên. Chúng tôi dùng thước đo luôn để cho các bạn hình dung ra được bóng dáng của cây mộc đẹp như thế nào. Đây cây thứ nhất này. Nó là 56. 56 rồi. Anh đo cái chỗ thoát thân, rãnh thoát thân. Chắc tầm khoảng 40 không? 37. 35. 35 à? Vâng. Rồi. Vâng, cây mộc thì với cái thoát thân 35 nhưng mà cái chỗ chia tay cành thì lại rất là thấp, rất đạt yêu cầu để đưa ra các cái nhánh cành hết các phía, rất là tròn tán. Chiều cao ước chừng bao nhiêu? 4 mét kìa. Vâng, chiều cao khoảng 4 mét. Vâng, chủ nhân của 4 cây mộc trong cuốn video này là cũng là của anh Hiếu Đôn. Số điện thoại của anh Hiếu Đôn ở trên màn hình để chúng ta giao lưu. Các bạn yêu thích mộc để trang điểm cho những không gian vườn cảnh nhà mình vừa đẹp vừa hương thơm. Và nói đúng về cây mộc là chúng ta trồng chơi được vĩnh cửu, chơi được mãi về sau, càng già càng có giá, càng đẹp. Cây thứ hai này. Nó là 37 ạ. 37, rồi. Cũng bằng cây bên kia. Thoát thân. 35, bằng cây bên kia. Cái cây 37. 37 là đường kính được 12 rồi. Cũng được rồi. Vâng, các bạn thích những cái dòng cây nó nhớ nhớ như thế này thì 4 cây này sẽ đáp ứng được. Bởi vì 4 cây này tôi thấy là cũng là tương xứng, tương đồng nhau về kích thước, về dáng cây. Vâng, và đặc biệt là tất cả những cây này đều là những cây mộc hoa vàng. 39 à? Được rồi, 39 là được 13cm đường kính rồi. Ba sáu, rồi nhất trí, đều đều như nhau, 35, 36. Chiều cao 4 cây này tôi thấy bằng nhau cả, mỗi cây này nhỏ hơn. Cùng một chập rồi. Cùng một chập đúng không? Mà đều là những cây mộc ta mà hoa vàng, đều là tuyệt vời cả. Hoa vàng đấy. Này vàng nó ra màu trắng thế nào? Màu trắng nó ra màu vàng. Vâng, chuyển sang cây cuối cùng là cây thứ tư. 44 à? Rồi. Thoát thân 20. Vâng, nói về cây này thì lại chia nhiều tay hơn. Tán có lẽ đẹp nhất cây này. Bởi vì chia rất nhiều tay các phía. Vâng. Đúng ra là còn đấy, anh lấp đây ít nhất phải có 5 phân nữa.
ít lớp vào để cho nó lên. Ít nhất khi ổn định trồng cố định một chỗ rồi, vào chậu rồi thì chắc chắn phải khoảng 5 phân nữa trổ xuống. Đẹp quá, bốn cây mộc tuyệt vời đấy, rất đều nhau. Vâng, anh em chúng ta có những cái lâu đài biệt phủ hoặc là những cái biệt thự không gian lớn, hoặc là những nhà vườn đẹp, hai cổng ra vào hai cây mộc này đủ tỏa hương thơm cho cả một không gian, rất tốt, trời rất hay. Qua số điện thoại của anh Vũ Vũ Viết Hiếu, vâng, gọi là Hiếu Đôn, chúng ta sẽ được khám phá nhiều cây mộc ở vùng thành phố Yên Bái. Anh Hiếu sẽ có trách nhiệm đưa chúng ta đi xem và giao lưu. Được rồi. Vâng, Đỗ Sinh tiếp tục đi khám phá những cây mộc ở Yên Bái ở những cuốn video tiếp theo.